Hello, xin kính chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh Độc Lạ Sầm Sơn. Hôm nay lại một cuộc hành trình mới, anh em tiếp tục đi lên thuyền sang bên đồng để đánh bắt cá. Ông lắc mà. Cả bông măng căng cụt là măng cụt không con căng cá căng này nè, con cá căng này là cá căng cụt là người ta gọi là măng cụt. Người ta bây giờ cái tiếng Thanh Hóa mình là tiếng lái quá măng cụt à, lái gì lái cái gì thò không lái cái kiểu gì nè, lóng mà từ lái rất nhiều à, lái kiểu gì nè. Lái cái gì ông nói có ví dụ như bây giờ lái này là cái con cá căng quạt thì ông gọi là cái gì? Ông đọc ngược lại đi. Đọc ngược cứu gì nào? Ông lái con nào? Căng cột. Ừ, căng cột. À. Căng cột là lái lại là cái gì? Căng cột. Ừ, là lái lại là cái gì? Không biết mà cứ hay nói là cái gì? Ông nói coi, đấy để tôi nói cho. Nữa. Bèo ông dịch được ông mới nói được chứ ha. Căng này đây con cá đối này không phải cá căng nha mọi người. thả con mẹ lưới mà ba anh em cỡ mấy tiếng hồ chưa xong chưa hết cá này. Cá ăn cá tôm con này con đối hay con kiền? Đối à? Đối răng to chứ được. Phải là cá kiền như mới đúng chứ. Ông gọi con này sai, con này không phải cá đối đâu mà cá kiền. Ôi trời, cái gì vậy? Này nó không có tên. Tôi thì gọi gì đâu. To chưa? Đúng ngon tay đấy mọi người. Cá đối này to thật. Quá đã. Này tới cái loại cá mòi này ăn to luôn. À. Hãy
Đấy, bây giờ ông bà tối rồi đấy mọi người. Thì anh em kéo lưới bắt đầu vào. Đây nhiều cá lắm. Thì anh em lưới ngăn luôn rồi. Là một đống lửa sẵn ở bên đây rồi. Anh em anh lưới bây giờ vào đây. Chờ đợi 2 giờ thế ha. Xem có lưới có được nhiều không. Chắc là nhiều cá đấy mọi người. Cái này cá hơi bị căng đấy nha. Ú chà, không cá nha. Cá nhiều nha. Quá đã. Hao hôm mà gỡ đó. Các loại luôn. Con cua này mọi người. Ú chà, cua thịt to chứ. Đây, con cua. Ôi, cua nó to, ô trời, đóng lưới được con cua này, to nha. Cua này nó đang lột sao nó mềm nữa không? À, cua này nó mới lột, mềm. Trời tối mất rồi. Ô, mà gỡ cá. Bán được 2 triệu rồi con. Vâng. Cá căng à. Không biết cái con gì đây. Thì nó dùng gì đây to lắm. À cá. Toàn cá không. Nhiều. Của tao ở. Nó mờ tối rồi. Ở cá thôi. Quá nhiều. Này cái mẹ cá này nhiều ú chà. Để em chói. Chói cua. Cua hay cái thịt lắm. Dạ, động tay đấy kệ em. Cua là cua thịt đấy. Ô kéo cẩn thận ông kẹp một ít chà. Ông mình nói đùa đâu mà. Đấy, cua cổ đung. Phúc lao cái bánh điêu nào luôn. Kéo nồi cố ra rồi. Nồi cố ra rồi. Nước chè uống lúc 2-3 cốc rồi. Dừa thì ăn rồi, củ từ thì cũng ăn rồi. Mà nó cái từ từ á. Cua nó đứt buộc lần cắn. Khó mệt qua mặt lý chứ. Mặt ăn lên, mặt ăn lên. Nè, cá này mẹ ăn béo này, thả nha. Cua này còn có một càng nữa. Nhìn là con cá lưới, nó đây còn cá rô phi này. Cá rô phi đen xi này. Cá này béo. Phi mà nhìn như giống con rô tạ nhỉ. Giống rô tạ. Anh nhà em mẹ lưới lên. Anh em đang gỡ lưới rồi. Thằng này tối rồi gỡ tranh thủ. Xe lộ quá đúng không? Còn vội vàng làm từ từ thôi. Phải 5k. Ở tao hồ mà cỡ. Ở mấy tiếng. Tao hồ cá. Đấy. Tối, trời tối rồi. Đây bên này không có điện này. Quên đi lúc chiều không cầm đèn pin to. Cầm đèn pin to rồi được. Sáng rồi, đây tối rồi. Trắng lưới luôn. Giữ ăn để giữ chợ. Sản phẩm được này ấy. Bán là mình ủa,
Cá này lựa bắn riêng chứ đúng không? Thường con to lựa ra con to, nhỏ lựa ra nhỏ. Cá hai nước đầy đủ các loại cá luôn. Cá đối, cá căng, rồi cá đục, cá rô phi cũng có này. Tôm, cua, đủ các loại. Cá to rồi bán có tiền chung nặt nó to rồi bán. Mấy thằng này cũng đánh rồi. Còn cá có ừ, cá nành, có cả con úp ăn nành hay úp á? Nành. Nành. Con cá cháp này. Cái đầu kia sao đấy? Cái đầu cái món lộn mà đất luôn, có thể để vào úp luôn. Cá nhỏ cho cỏ ăn. Đấy. Cá ngon nhỏ cho cỏ. Ăn cá có đôi tổ nhỉ. Ừ, đấy. Con già còn đúng không? Đấy. Ừ. Đúng vậy, qua mà nó đánh chỗ này thì cá này có mà tha hồ nhờ. Trích như lật nó làm gì chứ? Cái đối nhỏ mà bỏ ra đây. Hai đối nhỏ đấy, đối đây. Cháp nó cơ. Nhỏ vậy làm gì? Đục đây mấy đàn ba muốn đục đây. Tôm à. Mấy cái tôm. Thì mà không được mấy trăm rồi. Hơn 10 lô không? Được cái đấy. Đi. Sập mất cái cầu mọi người ạ. Sang cũng gì. Sập cầu. Cầu này đêm đi nặng quá mà. Ôi nhà mà sập rơi cái bạch một cái. Mới đi đường tắt kia. Hồ sơ. Cái đi sập một cái cầu được. Muốn này. Rơi. Này. Đấy, sập cầu mà rơi xuống. Khổ dữ này. Đấy, ông lái đò. Ông lái đò vừa rơi cái bạch một cái. Anh trai, anh vợ. Anh thứ hai là anh trai. Đây, anh vợ đây rồi cái bạch, cái đập cái bạch, cái mồm. Mồm đúng là mồm lên lắn. Chưa nói, chưa dứt lời, sập mẹ cầu luôn. Cái ca nó bức cầu này, nó trôi nó đớn. Bức cá tiếp là mình giống cái này đó. Vừa khả không đúng là áo khả luôn. Tôi đã nghe cầu rồi, tôi bớt cái cọc thôi. Tay nhúng nha, bây giờ tôi chỉ lại đây lên nha. Tay nhúng gì? Thế này đâu? Sông nước này, sông nước đêm này. Nghe. Quá đẳng cấp. Sông nước. Nhảy thôi. Dây đâu trời, chẳng có dây đâu mà lôi. Nhảy xuống đây. Đây, 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 đây. Nhảy lên luôn. Thôi, thôi, thôi. Lên. Thôi, nhảy lên. Lên đi. Ôi, nhảy lên. Bắt kẹt vào đây chậm chạp quá. Đúng rồi, cái dây kia được. À, lên được rồi. À, ok thôi. Nước trôi dài đấy. Giờ đi vào trong đường trong đấy ra đây. Đấy, bắt đầu ra bến. Ra bế. Đâu ạ? Có không? Đúng rồi, chạy. Bây giờ sập cầu đấy mọi người, trời mưa rồi nên là đang đi chạy ra đằng kia đây để đón người bạn đi ra này, chắc là phải lội ra đây rồi. Chắc là phải lội ra đây rồi. Thì, trời vừa mưa mà lại đi theo cái rãnh nước ấy. Thì sập mất cái cầu nên là anh em phải đi lội nước, lội ra. Còn mấy anh em đây là lên không lên trước rồi. Thời lượng video cũng có hạn nên em xin kết thúc video tại đây. Mọi người thấy hay thì em xin một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye tất cả mọi người, để hẹn mọi người video sau nha. Là trời mưa rồi đó, mưa to rồi.
lên lên bờ để về thôi. Vừa vừa lạnh, hôm nay vừa trời nó run. Anh em đã vào bờ chưa? Đấy, lên bờ thôi. Rồi về là trời mưa quá rồi. Lưới chạy.